Nếu muốn sẽ chủ động tìm cách, không muốn sẽ tìm đủ mọi lý do. Rốt cuộc giữa hàng ngàn hàng vạn lý do để rời xa, chỉ cần người ta muốn, nhất định vẫn sẽ tìm được lý do để ở lại. Người đưa ra lý do để rời đi chính là người không còn lòng muốn ở lại. Đừng mắc công níu kéo. Không có cuộc đời nào ép ai phải rời xa ai, cũng không có sóng gió nào đánh gục được chân tình. Chỉ có nền không đủ vững, tâm không đủ kiên định và lòng người không đủ sâu sắc để nỗ lực vì nhau. Đừng nói rằng vì sao phải rời xa nhau, hãy nói rằng do bản thân không đủ bản lĩnh để ở lại. Đừng ngụy biện lý do tại sao phải buông tay, hãy bản lĩnh soi gương nhìn vào chính mình để biết bản thân kém cỏi đến nhường nào. Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề. Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lý do để rời xa hơn là lý do để cùng nhau cố gắng. Cuối cùng, gặp được nhau là do ý trời. Có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý người. Người ta có hàng trăm hàng ngàn lý do để yêu nhau, thì cũng có hàng trăm hàng ngàn lý do để xa nhau. Rồi tất cả những kỷ niệm mà hai bạn cùng trải qua, các bạn sẽ đặt nó ở đâu? Yêu lại từ đầu, nên hay không nên? Câu trả lời nằm ở trong tim các bạn chứ không phải ở trong não. Yêu lại từ đầu, một cuộc tình mới với người cũ. Điều này tưởng chừng như không thể, nhưng thực ra nó hoàn toàn có thể xảy ra. Ai ai cũng có những câu chuyện tình cảm thật đẹp, thật lãng mạn. Các bạn chính là những người đã thêm màu sắc cho câu chuyện tình cảm cổ tích của các bạn. Yêu nhau, đến với nhau, ở bên nhau, dành cho nhau những sự quan tâm, chia sẻ là tất cả những gì tuyệt vời nhất với nhau. Cùng nhau, khi nào, ở đâu đều tồn tại hình bóng của cả hai. Người ta có hàng trăm, hàng ngàn lý do để yêu nhau, thì cũng có hàng trăm, hàng ngàn lý do để xa nhau. Rồi tất cả những kỷ niệm mà hai bạn cùng trải qua, các bạn sẽ đặt nó ở đâu? Sau chia tay, cuộc sống của bất kỳ chàng trai hay cô gái nào cũng gặp phải những khó khăn, những sự thay đổi. Thói quen thật sự rất đáng sợ. Khi các bạn đã làm quen với một thứ gì đó, thật sự rất khó để bắt đầu tạo những thói quen mới và dần quên đi những thói quen cũ. Điều đó có nghĩa các bạn phải tập quen với sự cô đơn, một mình, chống chọi với tất cả mọi thứ. Sẽ không còn ai đi cùng các bạn nữa. Sẽ là những lúc các bạn chỉ muốn vùi mặt vào chăn mà khóc òa lên để xả ra hết những tâm sự trong lòng. Sẽ là những lúc, theo thói quen, các bạn mở ra tin nhắn của người ấy, rồi chợt nhận ra đó chỉ là những dòng tin nhắn cũ. Các bạn sẽ tập tành làm quen với cuộc sống mới khi mà chỉ có bạn chăm lo và yêu thương bản thân mình. Chia tay không có nghĩa là hết yêu, cũng không phải. Có một bạn tiểu tam nào đó xen vào, có rất nhiều lý do để chia cắt một câu chuyện tình cảm. Có nhiều bạn suy nghĩ rằng có lẽ tình yêu của hai bạn chưa đủ để đối diện và trải qua những khó khăn trong cuộc sống cùng nhau. Ai ai cũng có một niềm riêng, các bạn vẫn muốn giữ điều đó cho bản thân, chọn cách tự đối mặt với khó khăn trong cuộc sống và không chia sẻ cho đối phương vì các bạn sợ sẽ làm người kia lo lắng. Rồi cũng có thể tình cảm các bạn chưa đủ lớn để vượt qua những rào cản từ gia đình, bạn bè, xã hội, nên các bạn đành phải chọn cách buông tay nhau với hy vọng người kia có thể tìm được người tốt hơn mình, có thể bên cạnh chăm lo, yêu thương người ấy nhiều hơn mình. Liệu rằng đã có ai trong các bạn nghe câu "Xin anh đừng chúc em hạnh phúc, vì hạnh phúc của em chính là anh"? Tại sao các bạn yêu nhau, thương nhau mà vẫn muốn chúc người kia tìm hạnh phúc mới? Các bạn nhún nhường hay là các bạn nhút nhát? Trên cuộc đời này, nếu các bạn thực sự muốn có điều gì, thực sự yêu thích điều đó, hãy cố gắng hết sức nắm chặt lấy nó. Cũng có nhiều nguồn ý kiến nói là vì tình yêu chưa đủ để vượt qua tất cả, nên thôi chia tay sớm bớt đau khổ, rồi để người kia tìm người mới tốt hơn. Các bạn có chắc khi nói ra câu đó, lòng các bạn không nhói lên không? Khi các bạn yêu ai thật lòng, ít nhiều gì cũng ghen, cũng giận hờn khi thấy người kia đi cùng người khác. Vì đơn giản bạn không muốn chia sẻ người ấy của mình với bất kỳ ai. Vậy sao khi chia tay vẫn còn tình cảm mà lại có thể nói chúc nhau có hạnh phúc mới? Tại sao chúng ta không thể nói gì làm nấy? Tại sao cứ phải giày vò bản thân, giày vò lẫn nhau, lừa dối bản thân vì cảm giác thật để làm gì? Tại sao các bạn không thể sống thật với chính suy nghĩ của các bạn và làm theo những gì trái tim bạn muốn? Các bạn còn nhớ
nào để hai bạn đến được với nhau chưa? Các bạn còn nhớ những kỷ niệm vui buồn mà hai người cùng trải qua, những nơi mà các bạn đã đi qua, những cái ôm chặt, những cái nắm tay đi trên đường, những nụ hôn nồng cháy mà các bạn đã trao chưa? Rồi khi nhớ lại, những ký ức đó nó cứ ùa về như thước phim chậm chạy trong đầu bạn, siết chặt ghì vò trái tim của bạn. Đau không? Đau chứ, sẽ rất đau khi ngồi lật lại quá khứ. Dù bạn có cố gắng không nhớ tới, nhưng một lúc nào đó, một khoảnh khắc nào đó có thể nhắc lại cho bạn ký ức mà bạn đang cố gắng hết sức để lãng quên. Vậy, tại sao các bạn lại không để ký ức đó hiện ra và đừng trốn tránh nó, hay để mọi việc xảy ra theo cách tự nhiên nhất? Trong những lý do chia tay, dạo gần đây, chia tay vì sự ngăn cản của gia đình, bạn bè, xã hội, áp lực từ những chuyện này rất lớn. Làm sao mà các bạn có thể chọn giữa gia đình và người yêu mình được? Gia đình là nơi mà các bạn có thể quay về bất cứ lúc nào, là điểm tựa lớn nhất của bất kỳ ai trong chúng ta, là nơi có những người mà các bạn hết mực yêu thương và họ cũng yêu bạn vô điều kiện. Nhưng sẽ đến lúc họ ngăn cản tình yêu của bạn với nhiều lý do khác nhau. Đến lúc đó bạn phải đứng giữa hai con đường và bạn sẽ rất khó xử, phải không? Vậy tại sao khi gặp khó khăn ngoài hai chữ chia tay, tại sao người ta lại ít nghĩ đến hai chữ vượt qua? Bất kể điều gì làm khó bạn, những tác nhân từ bên ngoài dù có khắc nghiệt đến đâu, nhưng nếu hai bàn tay của hai bạn vẫn nắm chặt nhau, hai trái tim vẫn cùng đập chung một nhịp, hai đôi mắt cùng nhìn về phía trước, chắc chắn là tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn. Chúng ta phải đối mặt thay vì trốn tránh những thử thách. Thử thách là một bài test cho tình yêu của các bạn. Có thể các bạn chọn cùng nhau cố gắng để vượt qua tất cả, để được gia đình, bạn bè, xã hội công nhận các bạn. Tình yêu thực sự là khi hai bạn trưởng thành cùng nhau, là khi các bạn có thể cầm chặt tay nhau để trở nên tốt hơn, trở nên hoàn hảo hơn, để được mọi người công nhận cho tình yêu còn thiếu sót của hai bạn. Yêu lại từ đầu. Khi nhắc đến câu này, phần đông các bạn sẽ nói: không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, mơ hay sao vậy, hết cả rồi. Và những câu trả lời chỉ toàn theo hướng tiêu cực. Các bạn biết cảm giác khó chịu nhất là gì không? Là khi cả hai còn tình cảm với nhau nhưng lại cố đẩy nhau ra xa. Đặt lại câu hỏi, tại sao các bạn không thể sống là chính mình, làm những gì trái tim mách bảo? Thời nay các bạn quyết định mọi việc đều tùy thuộc vào lý trí. Điều đó rất tốt, nhưng các bạn nghĩ lý trí đôi khi ngược lại với những gì tim bạn nói. Vậy bạn sẽ chọn lý trí hay trái tim? Hãy nhớ điều này, tình yêu bắt nguồn từ con tim chứ không phải từ bộ não của các bạn. Chia tay xong, có nhiều người nói chia tay là cách tốt nhất, giải thoát và tốt cho cả hai. Tốt chỗ nào? Khi mà cả hai ai cũng buồn, ai cũng đầy ắp những tâm sự, những dòng nước mắt, rồi cố gắng giấu nó vào trong, rồi lại trưng ra vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ như không có chuyện gì bên ngoài. Sống thật với bản thân mình không tốt hơn sao? Trong hàng trăm hàng ngàn lý do để chia tay, cũng sẽ có hàng trăm hàng ngàn lý do để quay lại. Khi cả hai còn tình cảm, xin đừng ngần ngại bất cứ điều gì. Vì đó, các bạn vẫn còn cơ hội để tìm thấy nhau. Gặp gỡ nhau là duyên phận, yêu nhau là định mệnh và duyên số mà ông trời ban tặng. Còn yêu là còn duyên, đừng bỏ qua nhau, đừng bỏ phí đi món quà mà thường tình yêu đã ban tặng cho bạn. Có rất nhiều trường hợp khi quay lại với nhau, các bạn sẽ bên nhau lâu hơn, yêu thương và dành cho nhau những điều tốt đẹp còn hơn là lần đầu các bạn quen nhau. Tại sao các bạn không thử làm quen lại với nhau với tư cách những người bạn, tìm hiểu lại những điều mà các bạn đã thuộc lòng về đối phương, cũng bắt đầu vun đắp lại những kỷ niệm mới, cho nhau những cảm xúc mới mẻ mà trước đây chưa từng. Hãy cho nhau thêm một cơ hội, hãy quay về khi còn bên nhau. Vì chưa chắc trong tương lai các bạn còn có thể tìm được người như vậy không? Người mà bạn yêu với tất cả con tim và người ấy cũng yêu bạn với những gì người ấy có. Nếu các bạn thực sự yêu thương nhau, khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua. Vì bạn có niềm tin và có sự cổ vũ không ngừng nghỉ từ đối phương. Bạn biết bất kỳ lúc nào bạn quay đầu lại, đối phương vẫn luôn ở đó sẵn sàng cùng bạn vượt qua mọi thứ, để ủng hộ bạn và thúc đẩy bạn bước tiếp. Sức mạnh của tình yêu là vô thường, nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Điều quan trọng là các bạn phải tin tưởng và chia sẻ cùng nhau, thì tất cả mọi chuyện rồi sẽ sang một hướng mới tốt đẹp hơn. Chia tay đôi khi không phải là một ý tồi,
Trong thời gian chia tay này, các bạn có thể nhận ra sự quan trọng của đối phương, sẽ có nhiều thời gian suy ngẫm về những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra trong mối tình này và tự kiểm điểm bản thân. Các bạn sẽ trưởng thành hơn, sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm và rồi sau đó các bạn sẽ quay đầu lại, tìm người ấy, người mà làm bạn có những cảm xúc khó tả, những cảm xúc dày vò, đau khổ, quặn thắt tim gan sau chia tay. Hãy quay về khi còn yêu nhau.